vận động rồi. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô. Ủa chú Tám. Ủa. Trời ơi, nè, mày công viên sáng tốt lành đi tập thể dục đồ nè. Sao mày tập cho khỏe, mày tao già rồi mày. Vậy ha. Ừ. Mà tập thể dục để làm gì vậy chú? Trời ơi, cho lá phổi mình nó khỏe con. À, ừ. Là phổi khỏe hả? Chứ sao? Thể dục mà có vụ phổi khỏe nữa ta. Trời ơi, mình hít thở mình để sống thì phổi mình phải khỏe, mình sống nó ngon lành con. Ồ, con thấy công viên mình đây bầu không khí trong lành, tập chứ ngon lành. Sao con ơi. Bây giờ chú chỉ con tập theo chú đi. Mày tập theo chú nghe. Con cũng có lá phổi khỏe luôn. Chứ sao, thằng này được nghe, theo chú nghe. Hít vô. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vô. Mày thở. Trời ơi chú ơi, mày sặc dữ à. Chú có nghe cái mùi gì không? Sao mà con nghe cái mùi đông mình nó khó chịu quá. Nó ở đâu đây nè? Tao nín thở nãy giờ nè. Rồi đây rồi, con thấy rồi. Chú sao? Hả? Chú đi làm gì vậy? Ừ, nói chung đi tới đi lui, giãn gân giãn cốt, tập thể dục cho nó khỏe chứ hổm rài sao cũng ghim mình quá. Con thấy đó, là chú tập thể dục là tốt rồi. Cái đó là không phải bàn cãi nữa. Mà sao chú bỏ điếu thuốc đi, con nghe cái mùi con khó chịu quá. Cái gì? Tự nhiên kêu bỏ thuốc? Đất tư, anh hút thuốc lá, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của anh, mà còn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Anh thấy không, thằng nhỏ nó hò sặc sụa nãy giờ kìa. Con nói chú nè, ở nhà ha, mà ba con mà hút kiểu này á, là mẹ con đuổi ra đường liền luôn á. Thấy không? Thôi. Hai chú cháu nói sao chứ xin lỗi nha. Cái điếu thuốc này hả, tôi hút mấy chục năm nay rồi ha, vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn cường tráng bình thường, có gì đâu. Coi nè. Đó, thấy chứ, khỏe mạnh bình thường. Đó, thấy không? Thấy chưa? Gì? Ho này đó là triệu chứng của viêm phổi đó anh. Cái gì vậy? Ho là do thời tiết nó thay đổi, nắng mưa nó thất thường thì mình ho thôi chứ mắc gì viêm phổi nữa không biết. Ừ, anh đừng nói vậy nha. Anh thử coi, anh lấy cái tay của anh á, anh ấn ở đằng sau vai phải á, coi có bị lối không? Nè, nghe chỗ này nè chú. Chú thử coi. Ê. Sao? Có không? Có nha, lối nghe. Lối. Viêm phổi đó anh. À. Mà tôi nói anh biết nha, hút thuốc lá không chỉ bị viêm phổi mà nó còn ảnh hưởng bệnh những cái bệnh gì đường hô hấp. Vậy hả? Phải không? Hen suyễn nè, mà đặc biệt nha anh, còn ung thư nữa. Ý trời đất ơi. Chú nghe chú Tám nói chưa? Vậy là cái điếu thuốc này nó không có bình thường đâu, nó nguy hiểm lắm á, cho nên chú bỏ thuốc giùm con. Thằng nhỏ nói đúng. Ê. Hút thuốc lá bị ung thư luôn hả? Chứ sao? Thôi, giờ quyết định nè. Bỏ nè. Dạ. Ý, nhưng mà chú. Ủa? Sao mà chú bỏ vậy được? Sao? Vậy rồi nó ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, rồi mắc công mấy cô chú dọn dẹp ở đây, người ta tới người ta dọn nữa. Ừ. Bỏ thùng rác chứ. À ha. Giữ vệ sinh. Xin lỗi nghe. Thôi giờ tôi cầm đây đi, cái chút tôi ra tôi kiếm thùng rác tôi bỏ. Dạ. Ha. Bởi vậy tôi nói rồi ha, ngoài cái việc mà anh bỏ thuốc lá hay không, anh còn phải tập dưỡng sinh giống như tôi vậy nè. À. Biết gì không? Để anh có cái sức khỏe tốt, rồi đến thanh lọc lại cái lá phổi của anh cho nó khỏe hơn. Đó. Thấy không? Con thấy chỗ này là chú Tám nói đúng á chú Sáu. Ông ấy bây giờ à, ba chú cháu mình tập thể dục để cho mình có lá phổi xanh. Bây giờ tập theo tôi à nghe. Ừ. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Hít vào. Thở ra.